thôi mạnh chứ. Đặt nó là cho nó Không có đồng ta. Quay. Không cần tưởng đó này. Không cần đâu. Đâu đồng tài đi, quay cái lật. Xin lỗi là đồng tài chị ăn sáng rồi không có sức chở đặt ra đuổi đồng tài. Đồng tài thì Chạy mà ơi. Đây được tiếp này. Còn mấy mấy giờ được tiếp đó từ nó không thấy nó chạm hồi. Đường con chỉnh đang nhóm ngồi vô bên. Quay anh nào lấy chim nữa ơi. Anh xanh ơi. Vô lấy chim đi. Không được. Ngoài vô chứ. Chúng ta
Bỏ trong. Ê, có rảnh không ngoài không? Chút. Không vào. Có rảnh không ngoài không? Không vào. Không, cái lắng nhau ngõ mà chứ phải đâu. Lắng nhau ngõ. Không có cái động ta. Đây đây. Ê, hổ, cái nồi anh nồi nhỏ mà vô lây chim giùm đi. Mày hiếu nó, hiếu, nó anh hiếu á. Anh nói nồi anh hiếu luôn đó. Có anh em này đang dùng là bắt đầu mà cũng đang có lây chim mà. Vô lây chim giùm. Vô trong sân này lây chim giùm đi. Không vào. Phát hiện một chân gỗ rồi ngay. Một chữa. Dư đây. Dư đang chuyển bàn đây. Không được. Trời ơi. Không được. Không vào. Lại chim quay lại bàn. Cốc. Quá nó đi về cả thị xứ. Một quả đá biên giới và tư xế. Đẹp. Mà cái nước dân quốc nước Vô lên gấp. Anh đâu lại chim thì đường ban anh đâu? Bóng đen đã mở số cho đội gần gấp luôn. Có một pha phối hợp đá bóng. Cái cầu thủ gì bạn? Tỷ số được mở cho đội gần gấp luôn. Bóng đen đã mở tỷ số. Chút vào. Của em Hưng nó nè quá.
Trong tờ bắt hoàng đồ mạng để banh vô trang cái đó biên rồi. À, nó bắt mà chắc thử. Ví dụ mà chưa lên đông 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 chút chứ vâng không vào cái này là một pha đá bồi của đá nhưng mà nó rất tiếc bắn ra đi sờ cùng nhau cái đó đồng bắn cái đồng bắn cái đó đồng bắn đồng bắn không có tới đó lắm bình thường mà cái gì đâu mà tin cậy không vậy. Trận đấu đang tranh chấp rất là quyết liệt ở khu vực giữa sân để được ra tích tắc của các tiền đạo của các đội. Quá đẹp, lên hai quả, bóng đen. Người xuất sắc, đại lên, đại lên, cùng mình đại lên. Được rồi, được rồi. Có đẹp một pha cắt bóng lắm rồi xin tọt tọt đi vô hưng hưng rồi một pha đá biên, một pha đá biên cho người nhập tuyến mẹ mưa quá, mưa quá ngàn, mưa quá ngàn đây hên mẫu gấp trước một pha tập thêm bóng đi hơi mạnh đồ má mưa quá. Mưa quá mà đồ má. Đồ bao nhiêu tay được kia?